Hello, xin chào các bạn. Mình là Nhân. Mình vừa mới vượt một quãng đường rất là dài từ thành phố Hồ Chí Minh vào trong này. Sau khi đáp máy bay xuống thì mình đã đi xe đò, taxi khoảng 1 tiếng đồng hồ để đến được một cánh đồng, một đồi hoa hướng dương bát ngát ở tỉnh Nghệ An. Nằm ở cao nguyên Phú Quỳ, miền Tây Nghệ An, các địa điểm đẹp là cánh đồng hướng dương nằm ở trong núi Tiên sẽ nở rộ từ nay đến Tết Nguyên Đán. Với mục đích ban đầu, hoa hướng dương được trồng để làm thức ăn cho bò sữa, nhưng vẻ đẹp của hoa hướng dương được trồng trên diện tích lớn đã khiến cho trang trại TH Trumil trở thành một điểm đến hấp dẫn với khách du lịch khi tới Nghệ An. Cánh đồng hoa hướng dương tuy được mở tự do, nhưng mà các bạn vào đây thì nên giữ gìn ý thức, tức là không được bẻ hoa, không được vứt rác lung tung nha. Các bạn nhìn qua bên phải này đi. Đây là ngọn núi Tiên. Đây là ngọn núi Tiên hình thành được 2 triệu năm. Do đó là trong cái ngọn núi này hiện tại bây giờ có một nguồn nước ngầm rất là lớn. Thì công ty TH đã đặt một nhà máy nước tinh khiết cũng như là một nhà máy nước hoa quả ở bên cạnh cái ngọn núi Tiên này luôn. Ngoài cánh đồng hoa hướng dương, các bạn còn có thể đăng ký để trải nghiệm ở trang trại bò sữa TH. Trước khi đến đây thì Nhân đã đăng ký vào fanpage của TH Trumil. Bây giờ thì hãy cùng Nhân đi sang trang trại bò sữa và Nhân sẽ review cho mọi người xem nha. Hôm nay thì mình đang có mặt ở một trang trại rất là rộng lớn của TH. Trước khi đến đây thì mình đã đăng ký trên fanpage của TH Trumil để đến trải nghiệm cánh đồng rộng lớn với hàng ngàn chú bò như thế này. Ok, bây giờ thì mình sẽ dắt các bạn đi tham quan quy trình chăn nuôi bò sữa ở đây. Trước khi vào thì mọi người phải mặc đồ bảo hộ và phải tuân thủ các quy định về vệ sinh và phòng chống dịch bệnh, đảm bảo môi trường sống cho bò. Toàn bộ cây hướng dương bao gồm cả thân cây, lá và hạt được nghiền nhỏ và ủ chua làm thức ăn dành cho bò thì lại trở thành một món ngon độc đáo, bổ sung tinh chất tinh dầu omega 3. Hay, bây giờ thì mình đã đến cái hồ sông Sào. Hồ sông Sào là một cái hồ bên cạnh cái đồng hoa hướng dương. Và ở bên trên này thì có những cái đảo nhỏ để bảo tồn thiên nhiên của trang trại TH Trumil. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống cái cano này để đi dạo quanh một vòng hồ sông Sào nhé. Đi cano ở trên hồ sông Hiếu thì ngoài khung cảnh sông nước hữu tình, chúng ta sẽ nhìn thấy trung tâm xử lý thức ăn và xử lý nước, gọi chung là trung tâm logistics. Ở giữa hồ sông Hiếu thì còn có một đảo nhỏ, có một số loài vật được bảo tồn, trong đó có các loài cò bé quý hiếm và một số loài thú nhỏ khác. Ây da,
Ok, bây giờ thì mình đã vừa kết thúc cái cuộc hành trình ở cái hồ trong xào. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài và tiếp tục cuộc hành trình khác nha. Xin chào mọi người, bây giờ thì mình đang có mặt ở sân bay và mình vừa mới kết thúc cái cuộc hành trình đi Nghệ An cũng như là thăm đồi Hoa Hướng Dương. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình like và hãy nhớ đăng ký kênh Nghe Chơi.